Xin chào bạn Tố Tố. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục tới những cái công cụ còn lại mà. Thì những công cụ còn lại thì chúng ta phải vẽ thì nó mới phải chỉnh sửa được mà. Ấy xin lỗi, tôi đang chọn cái gì? Chọn cái này đi, hình vuông, hình chữ nhật đi. Rồi, thì những công cụ trên nó là nó ngược với dưới nè bạn. Ở trên là chúng ta sẽ thêm điểm, còn dưới là nó sẽ xóa cạnh. Xóa cạnh là sao bạn? Ví dụ như bạn lít vô đây, bạn lít vô cái cạnh nào đó thì nó sẽ xóa. Xóa cạnh thì nó sẽ bị vỡ cái cấu trúc đó mà, thì nó sẽ vô tình xóa luôn cái sáp ta. Xóa cái hình ảnh ta chỉ còn cái viền thôi. Đó. Trong trường hợp này bạn muốn vẽ lại, bạn hãy là lít vô cái này nào. Bạn vẽ lại cho nó thôi. Ý, ta đang để cái tỷ trọng gì mà nó ra đường cong ta. Nếu như nó đường này thì bạn lít vô đây lại, bạn chỉnh cho nó ra đường hình đường thẳng này nó. Ok ha, cũng dễ thôi. Rồi, nói chung cái tỷ trọng này dùng để xóa cạnh thôi mà. Mình nhìn cái chữ tiếng Anh là delete x. Rồi, cũng ít dùng lắm mà. Đa số là ẩn tảng thôi chứ không dùng tỷ trọng xóa. Thì nếu bạn dùng tỷ trọng ẩn á, thì là bạn sẽ nhìn ở dưới đây nè. Sẵn đây ta nói luôn ha, công cụ này dùng để ẩn cạnh nè. Phím tắt là chữ H đây nè. Đó. Ẩn ẩn thì nó hay hơn, tại vì khi ẩn tảng thì sau này người ta muốn muốn nó hiện lại thì chúng ta sẽ lít cho nó hiện lại thôi. Chứ ít ai mà dùng tỷ trọng xóa lắm. Lưu ý. Rồi, sẵn đây nó luôn là chúng ta sẽ có tùy chọn là xóa đỉnh mà xóa điểm á, điểm point á, như là không phải là này là xóa cảnh ha. Bạn muốn xóa cái điểm nào vậy, bạn quét chọn nó, sau đó bạn nhấn cái phím delete trên bàn phím bạn cho nhanh, thấy chưa? Tôi nhấn nè, tôi quét chọn, nhìn cái kỹ ha, tôi quét chọn là nhấn phím delete, tôi quét chọn cái cảnh này, tôi nhấn delete. Lưu ý ha, đó là chúng ta chỉ xóa điểm là xóa point thôi chứ không phải là xóa luôn cái nền, nó vẫn còn nền. Rồi, đó là một cái mẹo thêm. Còn tiếp theo chúng ta sẽ có cái công cụ này là công cụ dùng để chỉnh nhiều cái điểm point cùng lúc. Công cụ này cũng rất là hiệu quả mà. Đôi lúc chúng ta sẽ có những cái hình nó phức tạp á, như tôi vẽ những cái gì đi. Một cái hình nào đó nó nhiều điểm gần đi. Ta muốn chỉnh cùng lúc nhiều điểm á, mà nếu mà ta chỉnh từng điểm một á, thì nó mất thời gian thôi. Ta sử dụng cái công cụ đó cho nhanh. Đó, ví dụ chúng ta sẽ có thêm nhiều điểm như vậy. Ta sẽ cố tình thêm thật là nhiều điểm cho bạn thấy ha. Thì dù đôi lúc chúng ta chỉnh sửa thì phải chỉnh từng thứ như thế này nè, mất thời gian lắm. Ta sử dụng cái công cụ này, hình giống như cái 500, phím tắt là chữ X, X21 á. Thì bạn lít vào bạn rê, thì những cái điểm nào trong cái bán kính của cái hình tròn nè, bạn lít vào bạn rê thì nó sẽ di chuyển theo. Giống như công cụ Smooth bên Photoshop à. Thì cái bán kính này chúng ta có thể thay đổi nhanh được bạn. Bạn thay đổi ở trên đây nè, con số chính xác trên đây. Còn không á thì bạn sử dụng cái phím tắt cho nhanh, chữ phím Alt-Tab tay trái giữa phím Alt Left theo phím A đó, phím A đó, và bạn xin lỗi đầu tiên rồi, và bạn lít chuột trái, đó, ok ha, tay trái giữa phím Alt T là lít chuột trái, kéo vào phải thì nó tăng lên, kéo vào trái thì thu nhỏ lại, là cái cách này ta chỉnh nó rất là mau. Ví dụ như những cái điểm này ta muốn cho nó xích ra ngoài, thì nếu mà bình thường mà không sử dụng công cụ này mà sử dụng công cụ Trim Plum nè, thì bạn phải chọn từng điểm. Thì nó mất thời gian đúng không? Mất thời gian. Hoặc ít gì bạn phải sử dụng công cụ này, bạn sẽ quét chọn cái dùng ở đâu. Nó giờ bạn đẩy nó ra, làm nhiều thao tác thấy chưa? Đôi lúc nó không có được đẹp. Thì ta sử dụng công cụ chữ X này, nó lít cái dùng ở đó. Thay đổi bán kính to ra, lít cho nhanh ha. Nó chỉnh theo cái hướng nào nó muốn, hoặc là đẩy vô, đẩy ra không đẩy vô. Rồi công cụ này rất là hay ha, nhưng mà thấy ít bạn cũng ít dùng. Rồi tiếp theo tới công cụ này dùng để vẽ thôi. Vẽ một cái đường mà to đùng á, ở trên đây thì nó chỉ là vẽ cái đường line để giao lại nhau như thế này thôi. Còn cái công cụ như thế nào là dùng để vẽ nguyên một cái đường to đùng như vậy, thấy chưa? Đường này thì bạn muốn có biết bao nhiêu điểm thì bạn lít vô cái công cụ chọn nè. Những công cụ này là bạn phải thuộc lòng ha, phím tắt này, chữ G nè, chữ T nè, rồi chữ A với chữ C, những công cụ thường hay dùng rất là nhiều ha, bốn công cụ này. Rồi đây là những cái điểm đó nè. Công cụ này thì ít dùng, cũng có thể là chỉnh được cái bán kính, đó là giữa Alt Left và giữa lít chuột trái để vẽ cái đường nhỏ hơn, muốn vẽ gì vẽ, đại khái là gì, thấy chưa? Rồi này chơi chơi cho bạn hiểu rồi. Rồi tiếp theo tới công cụ tiếp theo thì chúng ta phải vẽ một cái hình nào đó ta mới chỉnh được. Công cụ này là công cụ cây bút dùng để xóa, và xóa nó thấy chưa, bạn xóa tới đâu thì nó tương tự như Photoshop thôi, nó sẽ xóa tới đó. Bạn cũng có thể chỉnh cái bán kính bằng cái cách như tôi nói lúc nào vậy. Ở trên này nó cũng sẽ có cái tham số để bạn chỉnh tuyệt đối, nhưng mà mất thời gian lắm.
Ở đây nó có kết hợp thêm việc có thể là dùng cái bút vẽ qua cơm nữa nè. Rồi mà thôi không quan tâm đâu. Bạn cũng hãy chỉnh bán kính bằng cách giữ Alt Left chuột trái để thay đổi bán kính đó. Qua phải thì tăng, qua trái thì thu nhỏ lại. Bây giờ vẽ tới đâu thì nó sẽ xóa cái nội dung ở trong đó. Rồi nó thêm thôi. Nhưng công cụ dưới đây thật ra ít xài lắm bạn. Ta chỉ nói sơ sơ cho biết thôi. Còn công cụ này dùng để giảm cái điểm mà trong trường hợp mà nó nhiều cái đường điểm quá thì sao bạn? Những bạn nào nếu đã từng học qua những cái phần mềm làm chuyển động animation á thì cái nào mà nó càng nhiều điểm á sau này chúng ta diễn quạt nó sẽ bị chéo, bị chồng chéo lên nhau, bị lỗi điểm rất là khó, cho nên chúng ta sẽ hạn chế nhiều nhất có thể những điểm một đối tượng đó, nên ta sẽ dùng cái công cụ này. Ví dụ ha, ví dụ như giờ tôi sẽ sử dụng cái ban đầu làm, có thể là tôi sẽ lúc nào cũng vậy, tôi sẽ sử dụng những cái lít chuột trên đây cho nó cho các bạn hiểu. Còn sau này ví dụ như lâu lâu tôi quen á, tôi sử dụng phím tắt á thì các bạn cũng phải hiểu á, hiểu là tôi sử dụng công cụ nào. Rồi như tôi sẽ vẽ một cái gì đó đi bạn, vẽ một cái gì đó cho nó có nhiều điểm như thế này đi. Rồi bây giờ rất là nhiều điểm, tôi sẽ cố tình thêm nhiều điểm nữa cho bạn xem. Tôi xin lỗi, điểm thường ta sẽ thêm trên cạnh ha, chứ không có thêm ở bên trong. Rồi thì khi chúng ta sử dụng công cụ này thì nó sẽ giảm bớt điểm cho chúng ta nè, cái chỗ đây đó. Bạn rơi vô đâu thì nó sẽ giảm bớt điểm nè, tôi sẽ rơi thử cho bạn xem ha. Nào tôi rơi thử bạn xem nè. Bây giờ nó sẽ giảm bớt cái điểm ta, đại khái là vậy thôi, những cái giảm bớt điểm. Bây giờ nhưng mà nó giảm bớt quá thì nó sẽ bị hư hình, nó sẽ bị sai hình. Chơi chơi thôi chứ công cụ này ít dùng lắm. Công cụ này cũng như công cụ này dùng để vẽ ra những cái hình bất kỳ thôi. Cái hình nó dựa trên cái trên đây nè. Purple là bong bóng hay bạn muốn cái gì đó. Để cái côn trùng gì nè. Chơi chơi cho bạn hiểu thôi chứ công cụ này thật ra người ta không có dùng đâu. Rồi lép lá. Thật ra cái này một số trường hợp bạn muốn vẽ cái màu nền hay là gì đó. Nền hay là những cái hiệu ứng la qua lá cành gì đó. Thì bạn dùng những cái này. Đó. Thì chúng ta cũng có thể là này là sea là biển. Động vật biển á, đây là ngôi sao, thấy chưa? Thật ra những cái tùy chọn này nè, bạn có thể là kết hợp bằng cách là bạn sử dụng những cái hình ảnh bên ngoài á, bên ngoài của máy tính ta, và ví dụ như ta vẽ cỏ đi, thì lẽ ta vẽ từng cái thì mất thời gian lắm, ta sẽ sử dụng cái tùy chọn này, nó giống như một cái công cụ gì trong Illustrator hay là Photoshop gì đó. Photoshop thì sử dụng cỏ brush á, giống như gì nè, nó sử dụng những hình ảnh này để chúng ta vẽ vô. Trong trường hợp này á, thì nó dùng cái công cụ này. Ok ha, hiểu hiểu ý thôi ha. Đây, bên này ta chỉnh độ rộng nó, độ lớn nó bao nhiêu nè, ví dụ như là 50 đi, thì bạn thấy những cái con này nó sẽ to lên. Thấy chưa? Cái con này nó sẽ to lên. Đó. Rồi nó thêm thêm sơ sơ ha, những cái này nó không quan trọng đâu. Rồi tiếp theo tới cái phần này. Những cái này là những bạn nào muốn làm vẽ một hình mà dạng phối cảnh á. Tương tự như bên Photoshop là cái công cụ là perspective á, phối cảnh á. Phối cảnh theo theo hai hướng luôn, ngang dọc luôn mà. Nè, lấy cho đây. Không, trong không gian ba chiều á, nếu bạn nào có một chút kiến thức, ví dụ như là người ta muốn vẽ cái khối hộp đi đúng không? Cái khối hộp đi. Thì bình thường các bạn vẽ thì các bạn sẽ vẽ như sao ta? Sẽ khối hộp gì đi. Rồi, các bạn sẽ vẽ nó xéo lên gì? Xéo xuống gì? Tôi lấy ví dụ ha, tôi vẽ đại đại nhanh đây. Hình như có cái gì đó sai sai, tôi đang để cái tùy chọn đường cong gì đó nên nó sai rồi. Rồi ví dụ như tôi lấy ví dụ bạn, thật ra ta sẽ vẽ cái copy cái hình này ra cũng được. Ví dụ như ta sẽ chọn tùy chọn copy cái hình này nè. Xin lỗi, tôi dùng lasso đây, nhấn Ctrl C, Ctrl V bằng lên đây ví dụ vậy. Rồi các bạn hãy sử dụng cái công cụ sẵn nó luôn bạn ha, đây là công cụ xô nghiêng nè, nó nghiêng qua trái phải gì đó, ok ha. Sau đó bạn di chuyển qua đây nó, thì nếu đúng ra thì chúng ta sẽ làm như vậy đúng không, tạo được một cái khối hợp gì. Nhưng mà nhìn trong không gian ba chiều á mà chúng ta sử dụng cái phối cảnh này, công cụ này nó sẽ hay hơn. Như tôi vẽ ra một cái hình hình chữ nhật lại các bạn ha. Rồi cái này nó liên quan tới kiến thức 3D nên những bạn nào chưa có về 3D hơi khó hiểu một tí. Đây lấy chưa đây. Rồi cái thấy chưa?
nào học có học về trường lớp, về cái phần mà hội họa, về chiều sâu á, thì bạn sẽ thấy đây là phong cảnh 3D, có nghĩa là ở đây là ở gần chúng ta nè bạn, đây là đang ở gần chúng ta, còn đây là đang hội tụ giữa cái điểm ba chiều ở phía xa nè, đây giống như là ở gần chúng ta, còn ở vị trí điểm A ở gần, còn điểm B là ở xa chúng ta, đang hội tụ về một điểm điểm nào đó ở đây nè, ví dụ vậy đó. Ok ha, rồi nào ta sử dụng công cụ này theo hướng ngang qua, hướng qua trái hay qua phải tùy các bạn, nó là phối cảnh theo phương ngang, còn các bạn có thể là phối cảnh theo chiều dọc là tương tự vậy. Ok ha, nói thêm cho bạn hiểu, mở rộng thêm thôi. Rồi, còn đây là cái nghiêng này ta nói bạn rồi, nghiêng qua trái phải, lên xuống gì đó. Rồi, tiếp theo cái công cụ là công cụ bẻ cong. Bẻ cong cái này chỉ điều kiện là cái vị trí bẻ cong nó sẽ có nhiều điểm mà. Tương tự như những cái phần mềm 3D thôi. Rồi sẽ xóa bớt này đi cho bạn bớt rối. Rồi, hiện tại cái chỗ này nó chưa có nhiều điểm ha, chúng ta phải thêm nhiều điểm rồi. Tại vị trí bẻ cong ta có thêm nhiều điểm thì chúng ta mới có thể là bẻ cong được. Như tôi thêm nhiều điểm ha. Rồi, để sử dụng công cụ bẻ cong nè bạn. À, tôi sẽ chọn hết tất cả này. Rồi sử dụng công cụ bẻ cong đây, pen point. Bây giờ tôi bẻ xuống. Bây giờ tôi bẻ xuống như này. Đó, gọi là bẻ cong. Ok vậy ha, với điều kiện là phải có nhiều điểm rồi ha. Rồi, hướng dẫn các bạn chơi chơi thôi, thật ra những công cụ này ít dùng á. Công cụ cuối cùng là công cụ tạo ra cái điểm nôi. Điểm nôi giống như là bạn thấy những cái nhịp đập tim của những cái máy mà trong y tế á, ta thấy gì á, nôi lên nôi xuống nè, lưỡi hay kéo qua trái qua phải thôi đó, đại khái là gì, người ta gọi là nôi, bạn nghe là sự lộn xộn hỗn loạn á. Rồi, cơ bản là ta đã biết xong được những cái công cụ vẽ trong RAW rồi. Như tôi nói các bạn á, là anh ta có người ta thích vẽ trong trong phần mềm Moho Animation này, nhưng mà có người thích vẽ những nhân vật chúng ta trong những cái phần mềm khác như là Photoshop hay là Illustrator, Corel hay là Infinity Designer gì đó. Ok ha. Rồi, thì đây là chỉ công cụ hỗ trợ cho ta vẽ thôi. Và những cái công cụ đầu tiên thì ta khuyên các bạn nên thuộc phím tắt cho tôi ha. Ví dụ như là chữ G là công cụ quét chọn. Chữ T là công cụ di chuyển, thay đổi tỷ lệ shade đó. Còn chữ A là vẽ thêm điểm. Còn cái chữ C là chuyển thành đường cong. Thấy chưa? Ok ha. Rồi, khi mà cái đối tượng nào đó mà bạn chuyển thành đường cong rồi, ví dụ như tôi quét chọn hết những cái đống này đi, tôi chuyển tất cả thành đường cong rồi á, thì khi bạn quay lại cái công cụ di chuyển nè thì sao, thì bạn sẽ click vô đây, bạn sẽ thấy nó sẽ hiện ra những cái đường cong. Thấy chưa? Bạn gọi là cái cánh tay đòn hay là đường tiếp tuyến hay gì cũng được, tùy các bạn. Đó, lưu ý là bạn phải bật cái này lên, và khi những cái điểm này bạn phải chuyển sang dạng đường cong, thì khi bạn quay về đây bạn bật cái này lên thì nó mới có đó, tất cả đều là đường cong hết. Ok ha. Rồi, để có bạn nói tại sao cái hình vẽ của tôi nó không có cái hai cái đường tiếp tuyến này, các bạn sẽ hỏi vậy, thì bạn phải chuyển thành đường cong trước rồi sau đó mới quay lại đây bật cái này lên. Rồi, video này cũng là xong cái phần kết thúc vẽ cái roi rồi. Video sau ta sẽ tiếp những cái công cụ ở đây các bạn ha. Những cái này là phần fill, là phần nền thôi, nền với viền á, fill là nền viền, raw là vẽ, vẽ điểm point. Rồi, tôi là Tú, đang dẫn các bạn trên trang web là www.fantu.com. Hẹn lại các bạn.